U23 chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á. U20 Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra đầu tháng 3. Ở đợt tập trung đầu tiên năm 2023, chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2023 tại Uzbekistan. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ trải qua 2 tuần đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 27 tháng 1 đến 15 tháng 2 và thi đấu giao hữu một số trận. Đặc biệt, ở lần tập trung này, đội tuyển U20 Việt Nam là những thành viên đầu tiên được sử dụng tiện nghi. Mới khu phòng ở cho vận động viên sau khi được nâng cấp mới hoàn toàn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chia sẻ về kế hoạch tập luyện của toàn đội, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong tuần đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, các cầu thủ sẽ được tập trung rèn thể lực trước khi bước sang phần rà soát, sơ đồ chiến thuật kết hợp thi đấu giao hữu 2 trận với 1 đến 2 đội hạng nhất chất lượng. Đặc biệt, trong chuyến tập huấn nước ngoài, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển U20 Saudi Arabia vào ngày 18 tháng 2 và thêm một trận với đội tuyển U20 UAE trước khi di chuyển sang Uzbekistan. Đội tuyển U20 Việt Nam vẫn còn trẻ, ban huấn luyện không gây áp lực mà chỉ muốn các cầu thủ được tham dự các giải đấu lớn tầm cỡ châu Á. Với bản thân tôi làm sao cố gắng trong những năm tới chúng ta có thêm những nhân tố mới lên đội tuyển quốc gia. Đây là những giải đấu rất giá trị với những đối thủ mạnh để chúng ta có thể giải quyết vấn đề chuyên môn. Cá nhân tôi hy vọng chúng ta sẽ có kết quả tốt, ông Hoàng Anh Tuấn kỳ vọng. Trước buổi tập luyện của toàn đội, trả lời phỏng vấn một số đại diện cơ quan báo chí, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đánh giá chung các cầu thủ đã làm rất tốt trong thời gian vừa qua, rất tích cực tập huấn tại EVF trước Tết Nguyên đán. Một số trận giao hữu đã không diễn ra theo kế hoạch, chỉ giao hữu một trận với đội Công an Hà Nội, thắng 1-0. Mục đích chính đợt tập huấn này cũng đạt được khi các cầu thủ đã thích nghi. Cá nhân tôi cũng hài lòng về việc thử nghiệm cũng như một số sơ đồ mới để các cầu thủ phát huy khả năng của mình do tại vòng chung kết. Chúng ta sẽ gặp những đối thủ rất mạnh như Iran, Australia hay Qatar. Theo kế hoạch, sau 2 ngày tập luyện đầu tiên, 28 và 29, một tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, các cầu thủ U20 sẽ được kiểm tra tổng thể sức khỏe vào ngày 30 tháng 1 tại Bệnh viện Thể thao trước khi tiếp tục quay lại bước vào guồng quay tập luyện mới, hướng tới nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023. Lãnh đạo VFF chúc mừng năm mới thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gặp gỡ, chúc mừng năm mới thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã bắt đầu hội quân từ ngày 27 tháng 1 để sang UAE tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 19 tháng 3. Chiều ngày 28 tháng 1, mùng 7 Tết, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp có mặt tại sân tập Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam gặp gỡ, chúc mừng năm mới U20 Việt Nam. Nhân dịp đầu xuân năm mới Quý Mão 2023. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất vui mừng chào đón các thành viên đội tuyển U20 tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với cơ sở vật chất mới vừa được đưa vào sử dụng. Nhiệm vụ đầu tiên của toàn đội trong năm 2023 rất quan trọng. Với việc chinh phục các mục tiêu mới tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ cố gắng hết sức, phát huy tối đa năng lực để tập luyện đạt kết quả tốt nhất có thể, trau dồi thể lực, chuẩn bị tốt chuyên môn cùng ban huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các thầy cũng như chuyên gia thể lực bước vào thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, đạt được những thành tích như kỳ vọng của người hâm mộ, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2023, U20 Việt Nam nằm cùng bảng với U20 Qatar, U20 Australia và U20 Iran. Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam lần lượt gặp U20 Australia vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 3, U20 Qatar vào lúc 21 giờ ngày 4 tháng 3 và U20 Iran vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 3. Lực lượng nòng cốt của U20 Việt Nam vẫn là những cái tên đã tham dự hàng loạt giải đấu trong năm 2022 như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc. Danh sách 36 cầu thủ U20 Việt Nam tập trung hướng tới vòng chung kết U20 châu Á 2023. Thủ môn 5 Đoàn Huy Hoàng 2003 Viettel, Cao Văn Bình 2005 Sông Lam Nghệ An, Phạm Đình Hải 2006 Hà Nội, Nguyễn Quang Trường 2004 Phú Hiến, Nguyễn Nhật Nguyên 2003 BRVT, Bảo Duy HAGL, Trung vệ 10 Nguyễn Mạnh Hưng 2005 Viettel, Nguyễn Thành Kiên 2003 Bình Dương, Đặng Tuấn Phong 2003 Viettel, Lê Nguyên Hoàng 2005 Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Hiểu Minh 2004 Phú Hiến, Trần Ngọc Sơn 2003 Phú Hiến, Lê Văn Hà 2004 Hà Nội, Vũ Văn Sơn 2003 Hà Nội, Nguyễn Đức Anh 2003 Hà Nội, Nguyễn Bảo Long 2005 PVF, cầu vệ 5
Trần Trung Hậu, 2005, Bình Thuận; Lê Thanh Ngân, 2005, Sông Lam, Nghệ An; Nguyễn Hồng Phúc, 2003, Việt Theo; Mai Quốc Tú, 2005, Đà Nẵng; Nguyễn Hải Nam, 2004, Phú Hiến. Tiền vệ trung tâm 7, Nguyễn Văn Tú, 2003, Việt Theo; Nguyễn Quang Vinh, 2005, Sông Lam, Nghệ An; Nguyễn Đức Phú, 2003, Phú Hiến; Trương Chí Thiện, 2005, Lyon, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Công Phương, 2006, Việt Theo; Nguyễn Thái Sơn, 2003, Thanh Hóa; Trần Quang Vinh, 2005, Thanh Hóa. Tiền vệ công 5, Nguyễn Văn Trường, 2003, Hà Nội; Nguyễn Thanh Nhàn, 2003, Phú Hiến; Nguyễn Đình Bắc, 2004, Quảng Nam; Khuất Văn Khang, 2003, Việt Theo; Nguyễn Hữu Tuấn, 2005, Việt Theo. Tiền đạo 4, Nguyễn Quốc Việt, 2003, Hoàng Anh, Gia Lai; Hoàng Minh Tiến, 2005, Hoàng Anh, Gia Lai; Nguyễn Đăng Dương, 2005, Việt Theo; Bùi Vĩ Hào, 2003, Bình Dương. U23 Việt Nam có thể giao hữu với Thái Lan trước SEA Games 32. U23 Việt Nam có thể đấu giao hữu với Thái Lan ở giải đấu ra mắt huấn luyện viên mới. U23 Việt Nam là một trong các đội bóng được mời tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 tại Qatar. Hiệp hội bóng đá Thái Lan, Pháp cũng xác nhận cử đội U23 tham dự giải đấu này. Tính cả chủ nhà U23 Qatar, Doha Cup 2023 có 10 đội tham dự. Các đội tuyển khác đã nhận lời mời của ban tổ chức là U23 Croatia, U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê Út, U23 UAE, U23 Uzbekistan, U23 Jordan, U23 Syria và U23 Tajikistan chưa có phản hồi. Giải giao hữu Doha Cup 2023 diễn ra tại Học viện Aspire, trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu châu Á. Tham dự giải đấu này, U23 Việt Nam được cọ sát với các đối thủ mạnh. Đây là cơ hội để các cầu thủ có thêm nhiều trải nghiệm khi chạm trán các đối thủ đa dạng về phong cách chơi bóng. Doha Cup 2023 cũng sẽ là giải đấu ra mắt huấn luyện viên trưởng mới của U23 Việt Nam. Nhiều khả năng cũng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có thể công bố danh tính huấn luyện viên trưởng mới trong tháng 2, sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo hết hợp đồng và chính thức chia tay đội tuyển quốc gia. Trước đó, trong năm 2022, U23 Việt Nam có một huấn luyện viên chuyên trách là ông Gong Okyun. Tuy nhiên, sau vòng chung kết U23 châu Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc không dẫn dắt U23 Việt Nam thêm giải đấu nào khác và kết thúc sớm hợp đồng vào cuối năm. VFF sẽ quay trở lại với phương án sử dụng một huấn luyện viên cho cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Trong năm 2023, mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 32. Giải đấu diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia. Do đó, Doha Cup 2023 diễn ra vào cuối tháng 3 sẽ là màn tập dượt quan trọng cho U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên mới. U23 Việt Nam có cơ hội đấu với Nga và Belarus. Hội đồng Olympic châu Á, OCA, đã mời Nga và Belarus tham gia ASEAN 19 tại Trung Quốc. Trong năm 2023, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự rất nhiều giải đấu quan trọng. Trong đó nổi bật là Đại hội Thể thao châu Á 2022 ASEAN 19. Ban đầu, ASEAN 19 dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm 2022 tại Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó giải đấu này đã phải hoãn lại một năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo thông báo mới nhất, ASEAN 19 sẽ được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Ở môn bóng đá, lực lượng tham dự sẽ là đội Olympic với nòng cốt là lứa tuổi U23 bên cạnh một số cầu thủ quá tuổi. Đáng chú ý, đội tuyển Olympic Việt Nam có cơ hội được so tài với những đội tuyển hàng đầu châu Âu tại ASEAN 19 lần này. Theo đó, Hội đồng Olympic châu Á, OCA đã mời Nga và Belarus tham gia ASEAN 19 tại Trung Quốc. Nếu Nga và Belarus nhận lời, Olympic Việt Nam sẽ có cơ hội thử sức với đối thủ chất lượng tại Trung Quốc. Cách đây 5 năm, Olympic Việt Nam đã từng vào đến bán kết ASEAN 18 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại ASEAN 19, đội bóng áo đỏ sẽ có huấn luyện viên trưởng mới. Nguồn tin uy tín cho hay, tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, bao gồm cả tuyển U23 Việt Nam, sẽ là huấn luyện viên Philippe Chaussier, cựu thuyền trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam trước đây. Theo tiết lộ của nhà báo Minh Hải, cựu phóng viên VTV, huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng 2 tới để làm việc với VFF trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức. Sau đó, huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ bắt tay vào thành lập ban huấn luyện cho đội tuyển Việt Nam. Trước đây, ông Lee Jang-jin, trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, từ chối cơ hội tiếp tục làm trợ lý cho huấn luyện viên mới của đội tuyển Việt Nam sau khi thầy Park ra đi. Tuy nhiên, ông Lee Jang-jin vừa bỏ ngỏ khả năng trở thành trợ lý cho huấn luyện viên Philippe Chaussier. Đây được xem là tin vui cho các fan hâm mộ các chiến binh sao vàng, bởi vị huấn luyện viên 59 tuổi đã hiểu quá rõ bóng đá Việt Nam sau hơn 5 năm làm việc cùng thầy Park.
U23 Việt Nam chúc tham dự siêu giải đấu khi khuất thuyền trưởng. Dù chưa có huấn luyện viên trưởng nhưng U23 Việt Nam đã chốt tham dự siêu giải đấu mang tên Doha Cup 2023. Theo những thông báo nhất, U23 Việt Nam sẽ tham dự Doha Cup 2023, tên gọi cũ Dubai Cup, trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 3 tại Qatar. Đây cũng là thời điểm FIFA Day, vì thế các quốc gia tham dự có thể triệu tập được lực lượng mạnh nhất. Hiện đã có 8 quốc gia xác nhận tham dự Doha Cup 2023, bao gồm chủ nhà U23 Qatar, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Croatia, U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê Út, U23 UAE, U23 Uzbekistan. Trong khi đó, 3 quốc gia vẫn đang chờ xác nhận tham dự là U23 Jordan, U23 Syria và U23 Tajikistan. Doha Cup 2023 là giải đấu giúp U23 Việt Nam có bước chạy đà cho SEA Games 32 hay xa hơn là ASEAN 19. Năm ngoái, U23 Việt Nam cũng đã tham dự giải nhưng không có màn trình diễn quá ấn tượng khi chơi 3 trận với kết quả hòa Iraq 0-0, thua 0-1 trước Croatia và Uzbekistan. Khi đó, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi trợ lý Lee Jang Jin do huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam sau ngày 31 tháng 1. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF hiện vẫn chưa công bố huấn luyện viên trưởng mới. Được biết, tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam cũng sẽ đồng thời kiêm nhiệm dẫn dắt U23 Việt Nam. Dự kiến danh tính của vị thuyền trưởng này sẽ được phía VFF công bố vào tháng 2 tới. Có nhiều thông tin cho rằng VFF đã đạt được thỏa thuận với phù thủy trắng Philippe Chaussier để thay thế cho người tiền nhiệm Park Hang-seo. Doha Cup 2023 dự kiến vẫn sẽ giữ nguyên thể thức thi đấu cũ. Theo đó, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp 2 trận đấu đầu tiên. Sau 2 trận đầu tiên, các đội sẽ bắt cặp và thi đấu thêm một trận nữa để xác định thứ hạng cuối cùng. Tại Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam xếp hạng mùng 9 tháng 10 đội tham gia, chỉ đứng trên duy nhất U23 Thái Lan. Ở 23 Việt Nam và Thái Lan tham dự Doha Cup 2023, hai đội bóng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế tại Qatar vào tháng 3 tới đây. Giải đấu có sự tham dự của nhiều đội mạnh trên thế giới. Mới đây, hai đội U23 Thái Lan, U23 Việt Nam được mời tham dự giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023, trước đây gọi là Dubai Cup, từ 23 đến 29/3 tại Học viện Aspire, Qatar. Đây là cơ hội tuyệt vời với cả hai đội trong việc chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào giữa năm 2023 tại Campuchia. Đến nay, đã có 8 đội xác nhận sự tham gia gồm Croatia, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Uzbekistan, Thái Lan và Việt Nam. Ban tổ chức giải đang chờ sự xác nhận cử đội tham dự từ 3 liên đoàn bóng đá khác là Jordan, Syria và Tajikistan, nhằm tạo điều kiện cho các đội tuyển của Việt Nam tập trung tham dự các giải quốc tế trong tháng 3. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và công ty VPF đã thống nhất lịch thi đấu V-League 2023 với các câu lạc bộ. Qua đó, V-League 2023 khởi tranh từ ngày 3 tháng 2 và thi đấu 4 vòng đến sau lượt trận của ngày 19 tháng 2 sẽ tạm ngưng. Thời điểm này, đội U23 sẽ tập trung chuẩn bị cho Doha Cup, còn đội tuyển quốc gia sẽ tham dự các trận đấu thuộc FIFA Day cũng trong tháng 3. Với đội Việt Nam, đây cũng là thời điểm Liên đoàn bóng đá Việt Nam ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và đội U23 thay thế cho ông Park Hang-seo.